4 năm 2016, dự án thoát nước thu gom và xử lý rác thải thành phố Đà Lạt được liên doanh công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi 1 Nghệ An và tổng công ty Bạch Đằng trúng thầu thi công. Tuy nhiên, quá trình triển khai, hai đơn vị này không thực hiện tốt công tác hoàn nguyên mặt đường, khiến 14 tuyến đường liên tiếp bị sụt lún, hố ga hư hỏng. Vì vậy, tháng 12 năm 2016, bị chủ đầu tư, công ty cấp thoát nước Lâm Đồng chấm dứt hợp đồng giao cho đơn vị khác khắc phục. Đầu tháng 7 năm 2017, dự án này tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với hai nhà thầu mới. Tuy nhiên, người dân không khỏi lo ngại hoài nghi về việc chấp hành của đơn vị thi công về chất lượng hoàn nguyên mặt đường, liệu có đảm bảo tránh tình trạng như trước đây. Phản ánh của phóng viên thời sự. 14 tuyến đường với chiều dài 25 km như Phạm Ngũ Lão hay Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Gia Sen, Quang Trung, Nguyên Tử Lực nằm trong dự án thoát nước, thu gom và xử lý rác thải thành phố Đà Lạt. Sau hơn một năm bị đào bới và 5 lần khắc phục, giờ đây mặt đường vẫn sụt lún, gồ ghề, hố ga, bong tróc. Nhưng đơn vị thi công là liên doanh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1 Nghệ An và Tổng công ty Bạch Đằng đã bỏ của chạy lấy người. Người dân không khỏi xót xa, bức xúc. Năm 2016 đến bây giờ không hoàn nguyên, nó ảnh hưởng đến cái đời sống của trong xóm. Thì như vậy là tất cả các nhà ở khu vực mà đào sâu và không lấp lại, không hoàn nguyên thì nó bị lũ sụt luôn, không hoàn nguyên lại. Thì dân du lịch người ta đi ngang, người ta rất than phiền. Thì chúng tôi làm việc với nhà thầu, chấm dứt nhà thầu này không hoàn thiện toàn bộ điểm này nữa vì lý do quá chậm trễ cũng như các điểm khác, để lo toàn bộ thanh quyết toán để hoàn tất các công việc coi như đã quyết toán khối lượng từ 31/2/2016 trở về trước. Và chúng tôi đã tiến hành hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Thịnh đi kiểm định đánh giá lại những cái tồn tại chưa hoàn thiện để hướng khắc phục công đoạn sau này. Đầu tháng 7 năm 2017, dự án thoát nước thu gom và xử lý rác thải thành phố Đà Lạt tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với chiều dài 65 km, thi công trên 87 tuyến đường do liên doanh nhà thầu Công ty Xây dựng Huy Hoàng, Hoàng Dân, Ninh Bình và Công ty Xây dựng Đồng Tâm, Nhật Minh, Bình Định đảm nhận. Tuy nhiên, khi dự án thực hiện, người dân thành phố Đà Lạt một lần nữa không khỏi hoài nghi và hết sức lo lắng đến chất lượng hoàn nguyên mặt đường sau thi công. Chúng tôi cũng đề nghị nhà thầu mới cũng như là các cơ quan giám sát để làm sao cho nó đảm bảo được cái thứ nhất là cái an toàn giao thông và hoàn nguyên, nó đảm bảo, đó là cái điều mà người dân chúng tôi hết sức là mong ước. Các đơn vị thi công cho biết để tránh sụt lún thì yếu tố kỹ thuật rất quan trọng. Nếu chỉ đào bới rồi lấp đất, không thực hiện lưu đầm, thì việc mặt đường hư hỏng, sụt lún sẽ không tránh khỏi. Vì vậy, đơn vị thi công luôn chấp hành kỹ thuật, đảm bảo chất lượng với phương án thi công đến đâu, hoàn nguyên mặt đường đến đó. Tất cả các yêu cầu của chúng tôi đặt ra là phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật quy định, chiều dày lớp đắp, số lần đầm là phải đảm bảo, và sau khi lấy mẫu nữa đảm bảo đủ độ chặt thì mới chuyển sang lớp khác. Rút kinh nghiệm toàn bộ của gói thầu số 4 Bạch Đằng, thì toàn bộ hai gói thầu này chúng tôi sẽ phối hợp với tư vấn và các sở ban ngành là coi như là làm theo góc độ cung cứu, là làm đâu thì hoàn thiện lại góc độ đến đó, phối hợp với các ban ngành làm thế nào coi như tiến hành công tác là nghiệm thu ban đầu để làm tấm mẫu cho coi như là các nhà thầu tiến hành coi như hàng tháng. Dự án thoát nước thu gom và xử lý rác thải thành phố Đà Lạt do công ty cấp thoát nước Lâm Đồng làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 384 tỷ đồng. Giai đoạn 1 hiện đã thực hiện được 25 km. Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai 65 km trên 87 tuyến đường. Thời gian đến đầu tháng 12 năm 2017, công trình phải hoàn thành, bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư. Chúng tôi yêu cầu phải có cái giao ban và thường xuyên báo cáo và bảo đảm cái tiến độ cũng như là cái chất lượng thi công. Ở đây có sở xây dựng là cái sở mà quản lý về mặt chất lượng công trình. Chúng tôi cũng đã có chỉ đạo sở xây dựng cùng với phối hợp với thành phố Đà Lạt và sở giao thông cũng như là nhà đầu tư tổ chức các cái đoàn kiểm tra thường xuyên để bảo đảm cho cái việc khi mà triển khai hoàn nguyên mặt đường cũng như là tiến độ xây dựng các công trình là bảo đảm chất lượng theo đúng các quy định của nhà nước. Cho đến 31 tháng 12 năm nay là sẽ khóa lại toàn bộ cái hoạt động của cái dự án này.
để dự án thoát nước thu gom và xử lý rác thải thành phố Đà Lạt hoàn thành đúng tiến độ và việc hoàn nguyên mặt đường sau thi công đảm bảo chất lượng, thì đơn vị chủ đầu tư và các ngành liên quan cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm của nhà thầu trong quá trình triển khai không đảm bảo với cam kết đầu tư.